Tiếp tục chương trình giám sát kết quả thực hiện kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận kiến nghị giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 ngày 11 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát tại hai huyện Đồng Hỷ và Định Hóa. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, đoàn giám sát đã đề nghị làm rõ kết quả thực hiện một số kết luận, kiến nghị sau giám sát đối với 14 nội dung. Trong đó đối với huyện Đồng Hỷ và huyện Định Hóa, các nội dung đề nghị trao đổi, làm rõ, tập trung vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố, có đủ điều kiện để quản lý, sử dụng theo quy định. Phương án sắp xếp các nhà văn hóa, khu thể thao dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập các xóm, tổ dân phố, công tác huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và nội trú. Đoàn giám sát cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung về công tác xử lý kiến nghị, thanh tra, kiểm tra công vụ trên địa bàn. Việc bố trí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đo vẽ bản đồ địa chính. Kết quả khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp phục vụ báo cáo giám sát và phiên giải trình tới đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh.